Tối 21 tháng 7, chiếc xe của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận chở 3 thuyền viên trở về khi thoát chết kỳ diệu trong vụ chìm tàu theo hành trình từ tỉnh Khánh Hòa về đến Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Các ngư dân gồm có Hà Văn Tấn sinh năm 1972, Nguyễn Thành Luyến sinh năm 1986 và Trần Theo sinh năm 1967 đều ngụ phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Riêng ông Trần Văn Thanh, một trong 4 thuyền viên được cứu sống đợt này vẫn phải ở lại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa để điều trị vì sức khỏe yếu. Biết tin các ngư dân được bình an trở về, hàng trăm người dân khu vực Văn Thánh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết đã đến gặp mặt chia sẻ. Khi về tới nhà, anh Nguyễn Thành Luyến đã xúc động và thắp nén hương dành cho người anh ruột của mình là Nguyễn Thành Lãng, người mà do chính tay anh Luyến phải cột thi thể bỏ lại nơi biển xa. Nhìn thấy anh Luyến trở về, ông Nguyễn Thành là cha của Luyến chỉ biết ngồi một chỗ không nói nên lời. Trong chuyến định mệnh xảy ra vừa qua, ông là có 3 người con và một em trai đi biển, nhưng giờ chỉ có một mình anh Luyến còn sống trở về. Người em trai là Nguyễn Thành Lương và người con trai Nguyễn Thành Lãng nằm trong số 3 thi thể buộc phải bỏ lại dưới biển. Còn một người con khác trong chuyến biển này là anh Nguyễn Thành La, đi trên chiếc thúng 8 người còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích. Còn tại nhà anh Hà Văn Tấn, một trong 4 ngư dân được cứu sống, đã có hàng chục người dân xóm biển dành thời gian đến chia sẻ với gia đình trong ngày đoàn tụ. Tuy nhiên do sức khỏe còn yếu, gia đình anh Tấn đã nhanh chóng đưa anh vào nhà nghỉ, tránh sự tiếp xúc đông người. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, lúc 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7, tại khu vực biển cách Hải Đoàn 32 khoảng 15 hải lý, tàu CBS 7011 đã tiếp cận tàu cá BD 96935 TS, nhận bàn giao 4 lao động của tàu cá BTH 97478 TS.